trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, gia đình đã dâng lên lời tất bạch bằng tất cả tấm lòng tôn kính của mình. Giờ đây Giác Nhàn thay mặt cho chư tôn đức tăng có vài lời chia sẻ về cái công đức thờ Phật, công đức niệm Phật của Tổ sư Ấn Quang đã khai thị trong văn sao và hai vị đạo Phật. Thưa quý vị, cô Phương vừa dâng lên lời tất bạch, cô nói lên là tất cả những cái gì mà trong tâm tư của mình đã ôm ấp bấy lâu nay. Trong tâm khảm của cô cũng như toàn thể gia đình muốn làm một cái niệm Phật đường lấy tên là Thiện Hạnh, tức là lấy cái pháp danh của người mẹ. Và cái tên của niệm Phật đường rất là hay, Thiện Hạnh tức là những cái hạnh lành, những cái hạnh thánh thiện. Mà cái hạnh lành mà thánh thiện để mười phương ba đời chư Phật, để thành Phật, đó là hạnh hiếu dưỡng cha mẹ. Tưởng chừng như là đơn giản thôi, nhưng mà không có cái hạnh nào lớn bằng cái hạnh này. Không có cái thiện nào lớn bằng cái thiện hiếu dưỡng cha mẹ. Mà cũng không có cái tội nào lớn bằng cái tội làm cho cha mẹ buồn, gọi là bất hiếu cha mẹ. Thực ra cái việc mà ngoài thế gian họ bất hiếu cha mẹ, làm cho cha mẹ đau khổ đó, thì trong cuộc sống này hầu như là bàn bạc nhiều quá. Bởi vì người con này không có được học những cái lời dạy của cổ thánh tiên hiền, và không có hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo, không có. Vì vậy cho nên cha mẹ đau khổ, cho nên Giác Nhàn mới phát một cái nguyện chung với chư tăng là thỉnh các cụ già về chùa để mình nuôi lo lắng, coi như là mẹ của mình. Do cái tâm nguyện của sư cô Liên Phương để lại đó, là thầy nên nuôi các cụ già để tránh đi cái nghiệp oan gia đối đầu giữa con dâu mẹ chồng, giữa con rể mẹ vợ. Vì vậy cho nên Giác Nhàn khi mà thấy một người mà có hiếu xây nhà xây cửa, hoặc giả mình không có điều kiện để làm nhà nó cao sang đẹp đẽ đó, thì mình làm nhà toan cũng được. Chỉ yếu là cái tâm của mình thương tưởng đến cha mẹ. Ví dụ như hôm nay cô Phương cổ cùng gia đình làm một cái căn nhà nó khang trang như vậy, rồi cũng có một chút xíu tịnh tài, thỉnh chư tăng về để mình làm lễ an vị Phật. Ngự ở đây Phật chứng minh, tâm tưởng sự thành, tâm xuất Phật biết, tâm có lòng thành kính thì Phật sẽ ứng hiện. Rồi những người nghèo quá, họ không có tiền, họ làm cái nhà ọp ẹp lụp sụp đó, nhưng mà họ không có tiền thỉnh chư tăng đến, và họ thờ tượng Phật cũng không có điều kiện để họ thỉnh Phật cho trang nghiêm. Phật có đến không? Phật cũng đến. Vì sao vậy? Vì tâm thành kính của họ xem Phật cốt, Phật giấy, Phật xi măng, Phật nhựa như Phật thiệt. Cái chỗ này là cái chỗ mà Tổ sư Ấn Quang con khai thị, mấy anh em huynh đệ, quý thầy, quý Phật tử lưu tâm ở chỗ này. Nếu mà là Phật giấy thờ trên một cái kệ đơn giản, nhưng mà mình xem như Phật thiệt, đối trước Phật thấy Phật đang hiện diện trước mặt, danh từ này có Ấn Tổ nè, khi ngồi tụng kinh thấy Phật đang đứng trước mặt ban pháp âm cho mình, thì nhà giàu cho ọt ẹp, mà nhà tôn, mà nhà cũ kỹ, mà bằng Phật không có gọi rằng là tượng to, tượng lớn, xinh đẹp, nhưng mà tâm thành kính này thì mình cũng cảm được với Phật.
Vậy cho nên có một số quý Phật tử khi làm nhà thì cũng không có điều kiện, cũng không có mời quý thầy đến được. Thì có một số quý Phật tử hỏi như vậy rồi mình tụng kinh Phật có chứng không? Chứng chứ. Chúng tôi nhớ ở dưới niệm Phật đường cô Kim Sanh Phước có ở dưới Bình Dương á. Khi mà cô mời chúng tôi xuống để giảng một buổi giảng âm siêu dương thới, chúng tôi giảng xong rồi thì hương linh của ba cô nhập vô. Và ông cụ chưa có siêu thoát 10 năm rồi, ông mất 10 năm mà chưa siêu thoát. Thì cô kêu bây giờ làm cái công đức gì để mà hồi hướng cho ba cô. Thì Giác Nhàn nói là công đức in kinh rất thù thắng. Thì lúc đó đang tụng kinh Vô Lượng Thọ của anh, hình như là 5.000 cuốn kinh Vô Lượng Thọ. Rồi còn hỏi thêm công đức gì nữa là thù thắng nữa, kêu công đức phóng sanh. Rồi hỏi, con hỏi thêm công đức gì mà thù thắng nữa, sư phụ chỉ hết cho con, kêu công đức in tượng Phật, đúc tượng Phật của cúng dường. Rồi còn hỏi thêm công đức gì nữa, chúng tôi nói công đức niệm Phật. Bản thân mình tự niệm Phật hồi hướng cho cha. Rồi hỏi còn thêm công đức gì nữa không, thì kêu còn công đức đó là lập một cái niệm Phật đường cổ xây liền, xây tương đối khang trang lớn đẹp. Thì khi mà xây xong thì ông cụ ông nhập tiếp, ông nói rằng là nhờ có niệm Phật đường. Cũng mấy năm sau ông nhập vô mới nói nhờ có cái niệm Phật đường này mà nhiều người về niệm Phật lắm. Không phải mấy người còn sống không đâu, nhiều nhiều lắm. Xung quanh cái khu này người ta chết đường, chết xá, chết nước mà chết tự tử, chết đủ kiểu mà không được siêu thoát. Họ còn mang cái thân đó là gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm này là cái thân mà trước khi đi đầu thai, đầu thai làm người hoặc loài súc sanh, hoặc sanh lên cõi trời, trong 49 ngày hoặc có người đến vài chục năm. Vừa đâu đây thứ tư ở trên chùa mình có cái cô đó, cô cúng cho cha của cổ là 33 năm, chết năm 1988. Hôm nay 33, 34 năm mà ông cụ chưa siêu, mới có 2-3 ngày trước. Trước khi cúng đó là cô thấy ông cụ về, mà ông cụ đói rất khổ cực, buồn phiền quá chừng, cô mới hỏi chúng tôi. Thì chúng tôi mới cô hỏi hôm thứ hai á, thì hôm thứ tư chúng tôi cùng chư tăng có làm cái lễ cúng dường phóng sanh, cúng thí thực buổi chiều hôm đó cho ông cụ đó. Cho nên thành ra là khi mình lập một cái đạo tràng, một cái phòng thờ như vậy, hoặc là hàng ngày mình tu tập á, thì rất nhiều những người vô hình họ đi đến, họ tu tập với mình. Thì đây là một cái kết duyên cho phần âm, hay gọi là các vị mang cái thân trung ấm á, họ đến họ tu tập với mình. Nhưng mà có nhiều người họ sợ khi thấy bóng đen hoặc thấy người vô hình thì họ rất là sợ. Thực sự họ cũng là một người giống như con người của mình thôi, nhưng mà cái thân của họ lúc ẩn lúc hiện là mình kêu là ma, mình sợ, chứ thực sự họ đến họ tu tập với mình. Nhưng mà điều có một số những người họ dính mắc trong cái việc gọi rằng là chỉ tu tập với hương linh thôi, không biết đến Phật Bồ Tát gì nữa hết, chỉ là tu để cho hương linh siêu thoát. Lâu ngày quá mình niệm Phật mà mình cứ nghĩ đến hương linh, và mình niệm Phật mà mình cứ gọi rằng là cho hương linh siêu thoát, như cô Văn Võ gì hôm bữa thì thiện nói đó. Rồi một số quý Phật tử gọi rằng là độ mình chưa có xong, bây giờ mình kêu rằng hương linh đến tu độ siêu thoát, chứ còn mấy thầy không làm được chuyện này. Thì ông Tổ nói rằng là họ đến họ tu với mình, đủ duyên họ tu, còn không đủ duyên thì họ đi. Còn mình thì thực sự niệm Phật phải nhớ Phật, tai mình nghe câu Phật hiệu cho rõ ràng, ý căn mình niệm cho rõ ràng, thiệt căn là lưỡi mình niệm cho rõ ràng. Họ thừa tư công đức đó là họ siêu thoát, chứ mình không có bị dính kẹt trong đó. Cho nên hồi xưa cái phút của thời Tổ Ấn Quang còn tại thế, chưa nhập diệt, ngày chưa thị tịch đó, thì hầu như là những người họ cầu cơ để nhờ những người hương linh đó nói cái chuyện đúng sai phải trái, rồi nói đủ kiểu đủ chuyện hết trơn. Thì Ấn Tổ nó không nên làm chuyện này, mà gì mà mình chỉ hồi hướng để họ siêu thoát nhờ những cái công đức in kinh phóng sanh, nhờ những công đức mà gọi là cúng dường trai tăng, cúng dường tam bảo, mình hồi hướng cho họ siêu thoát. Thì cái này là được.
Cho nên hôm nay nhắc nhở quý Phật tử một chút về cái việc mà mình niệm Phật để cho hương linh siêu thoát, rồi cuối cùng cái thời gian công phu nó yếu rồi cái họ làm chủ hết bản tâm mình luôn. Giống như con bà cụ đó, bà đi xuống khu chiên tù xong cái bà cũng không yên nữa. Buổi trưa bà đi ra cái là bà uống thuốc tự tử, bà kêu hương linh, mới lần đầu cảm ơn riết cái bắt đầu hù dọa bà luôn. Thì dĩ nhiên là trong cái khoảng không gian này không phải là những người hữu hình không, mà có những người vô hình. Họ nương cái công đức để mà họ tu tập, thì mình nên đem cái công đức để mình hồi hướng. Thì hôm nay giác nhàn thay mặt cho chư tôn đức tăng tán thán công đức của anh chị em mà cô Phương đã vì mẹ và vì ông bà cha mẹ quá khứ của quyền thất tổ mà lập lên một cái niệm Phật đường thật là khang trang. Chúng tôi lên cái là biết từ trong tâm của cổ tôn kính tâm bảo, cho nên nó hiện ra cái cảnh của bàn thờ trang nghiêm, từng cái ly nước, từng bình bông, vân vân. Tuy rằng mình nghèo nha, nhưng mà mình trên bàn thờ mình làm sao cho nó trang nghiêm thanh tịnh đó, thì cái công đức của người mà lập bàn thờ đó, cái công đức mà người thỉnh Phật về thờ rất thù thắng. Quý vị biết cái năm mà 2003, 2004 giác ngàn lên trên núi đó, có một vị thầy đã nói cái mảnh đất nào mà có hình tượng của Bồ Tát Quan Âm ngự ở đó, cái nhà người nào mà có Bồ Tát Quan Âm ngự ở đó, rồi người đó thành kính tôn tượng, rồi hàng ngày tụng kinh niệm Phật, thì Bồ Tát Quan Âm thường đến gia trì cái nơi đó là sẽ hưng thịnh. Khi nghe đến đó rồi cái là thỉnh một cái tượng Quan Âm bằng xi măng ở dưới Sài Gòn, có cô Nguyệt đó, cô cúng có 5 triệu bạc, mang về thêm cái cô ở bên Canada, cô cúng thêm cái hồ xây để cái tượng Quan Âm trước cái nhà hồi xưa, trước cái nhà, cái thất nhỏ nhỏ thôi. Bình yên, rất bình yên. Vì vậy cho nên thành ra trong bàn thờ của mình á, thì thường Quan Âm Bồ Tát là không có thiếu. Nếu mà mình thờ theo người ta tu thiền á, thì chỉ có một Phật Thích Ca. Còn nếu mà mình tu tịnh độ thì có thể thờ Di Đà Quan Âm Thế Chí, hoặc giả Đức Phật Di Đà, Đức Địa Tạng, Đức Quan Âm là đủ. Nếu ai còn có chỗ thờ thêm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng được. Như vậy hôm nay chắc nhàn muốn nói đến cái công đức mà hiếu dưỡng cha mẹ mà lập nên một cái phòng thờ hay một cái căn nhà, hay là thỉnh chư tăng đến cúng dường trai tăng, đây là một công đức thù thắng. Quý vị nhìn lại để ý ha, một số những người họ xây nhà xong họ làm gì quý vị? Tăng gia thì làm gì? Mang gà, mang vịt đồ về, ăn uống say sưa hả hê, nhậu say xỉn. Thì cái nhà này làm sao? Có oan gia, oán quỷ hội tụ. Vì sao vậy? Vì tất cả các loài chúng sanh nó chết vì cái ngày tăng gia của mình mà đãi khách, cho nên thành ra nó ở trong nhà của mình. Chỗ này là cái chỗ mà Ấn Tổ nói là oán quỷ hội tụ. Thì căn nhà này cứ lộn xộn lục đục hoài. Thì bây giờ quý vị nghiệm lại coi tôi được bao nhiêu căn nhà mà khi họ làm xong rồi họ biết thỉnh chư tăng về, hoặc giả họ không có điều kiện, họ cũng nấu mâm cơm chay, họ cúng dường, rồi họ tu tập. Họ không có giết gà, giết vịt, họ không có làm cho sùm lên gọi là đãi khách. Nợ miệng người ta đãi mình đồ mặn, bây giờ mình phải đãi lại đồ mặn, chứ đãi đồ chay họ không ăn. Thì trong nhà của mình, trên bếp của mình đó, có rang chiên nấu xào thịt của chúng sanh. Thì Ấn Tổ nói là thịt chúng sanh này không chừng là cha mẹ của quá khứ. Mà cha mẹ của quá khứ hôm nay mình giết đi, mình thuê người ta giết để mình đãi cho dòng họ, cha mẹ, họ hàng, anh em của hiện tại, tội này lớn. Nhưng phàm phu mình không biết, phàm phu mình không nghĩ ra. Nhưng mà tội có không? Có. Không nghĩ ra, không biết làm vẫn có tội. Thôi hôm nay ai làm gì đó làm, mình tới ha, người ta đãi mình phải không? Gấp rau trong nồi thịt mình ăn. Quý trọng họ mình vẫn đến, mình gấp rau trong nồi thịt mình ăn. Giảm bớt thịt vào trong cơ thể của mình, giảm bớt. Thì tội người này sẽ giảm đi. Lúc lâm chung người này nhẹ nhàng lâm chung ra đi. Không có bị oan gia trái chủ của các loài súc sanh nó đến nó ngăn cản đường mình. Có sư cô tên là Huệ Tịnh đi xuất gia rồi,
định đi Ấn Độ học cái đùng cái ung thư. Ba chị em chuyển chuyển bà chị là sư cô Huệ Tịnh đó từ bên Gia Lai qua bên này. Cái thời năm đó hình như là 2009 2010 gì đó. Thì cô sư cô lúc chưa đi tu là hay bắt ốc về cho gia đình ăn, vớt mấy ốc ở dưới ruộng rồi lên về luộc cho gia đình ăn. Thì cái lúc cổ gần ra đi á, cổ nhìn cổ thấy ốc bò đầy người cổ luôn. Ốc quá chừng, ốc đâu mà không biết, nhìn quá chừng mà nó nhiều quá thì sợ, hốt hoảng liền. Hiện tại có những lúc mà cái phước báu mình còn, cho nên mình tạo cái sát nghiệp ăn thịt chúng sanh, sát hại sinh linh á. Cái phước báu mình còn cho nên mình thấy nó phất lờ, mình quên đi, mình không có sợ, đúng không? Nhưng mà những lúc trong giấc mộng mình sợ. Nó tới nó dí mình, nó tới nó hành hạ mình. Và những người mà cái lúc mà quả báo mà thọ mạng gần hết, phước nghiệp mình nó mỏng nhẹ đi rồi đó, thì họ hiện hình ban ngày luôn. Sư cô Huệ Tịnh này coi như nó hiện ốc đầy hết trơn ban ngày luôn. Cô hỏi bây giờ làm sao thầy Giác Nhàn, giờ làm sao giúp cho con? Chúng tôi mua mấy bao ốc về phóng sanh liên tục mấy ngày luôn là còn không thấy nữa. Kinh khủng không? Như vậy cái nghiệp báo nó vô hình, nhưng mà nó ở trong A Lại Gia thức của mình, đến một lúc nó hiện hình. Hiện hình trong giấc mộng. Có cái ông đó, ông cai quản một cái vùng đó, thì cái thời Trung Quốc nó chiến tranh, ông giết nhiều người quá đi. Thì ông tưởng giết là vì đất nước, mình bảo vệ đất nước, hoặc giả là lính mình coi như là giặc nó đến mình giết bình thường, đúng không? Bảo vệ cho đất nước thì mình có cái phước của bảo vệ cho đất nước. Nhưng mà cái nghiệp báo đó họ vẫn theo, họ đòi. Một thời gian sau hết chiến tranh rồi, đêm ông nằm ngủ, ông nằm ông thấy bao nhiêu người đến đòi mạng ông. Thì ông vừa thiếp mắt một cái là mới có hiu hiu một cái là nó tới đòi mạng. Ông thấy quá rõ cho ông giật mình thức giấc không ngủ được. Ba ngày đêm như vậy không ngủ được. Cái câu chuyện này trong văn sao hình như là chưa có đọc. Sáng ngồi ăn cơm ngồi nghe. Ba ngày đêm không ngủ được. Bà vợ mới nói ông như vậy không tốt đâu. Ông cứ tình trạng như vậy thì chắc là ông phải chết. Ông kêu tôi hỏi bà, nếu mà như vậy làm sao tôi ngủ được, tôi hoảng sợ quá. Vừa thiếp một cái là họ tới, mà họ tới họ cầm cây làm gậy đồ, họ đòi mạng. Cái đó là ông giết con người nha. Nhưng mà súc sanh khi mình ăn thịt mình giết nó, họ cũng đến nữa chứ không phải ông đến đâu. Cái bà vợ mới kêu thôi ông niệm Phật đi, ông niệm Phật đi rồi nó yên yên lành liền. Bây giờ ông hết đường rồi, coi như ông không còn có đường nào nữa hết trơn. Nếu mà ban ngày thì sao mà không tới nha, nhưng mà ban đêm vừa thiếp mắt, hoặc ban ngày ngủ bắt đầu thiếp mắt một cái là tới. Ban ngày mở mắt ra bình thường vậy không thấy gì, cũng như là mình ăn thịt rồi mình sát sanh mình thấy bình thường, đúng không? Nhưng mà khi mà vừa thiếp hiu 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 thiểu 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 là nó tới nó đòi mạng. Cuối cùng ông sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Bà vợ nói mà, bây giờ bà vợ động văn sao Ấn Tổ, cho nên mới thấy được cái công đức niệm Phật để siêu độ vong linh. Cái công đức niệm Phật là siêu độ vong linh hay nhất. Bắt đầu ổng gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ổng niệm được mấy tiếng đồng hồ, cái bắt đầu ổng thiếp vô, ổng ngủ một giấc no đầy luôn, đến sáng luôn. Rồi tiếp tục ổng niệm Phật nữa thì ổng không còn thấy các vị đó đến đòi mạng. Tuy rằng giết họ đó, giết họ, bây giờ họ đến hồn đòi mạng, họ giết lại. Mà trong cái cảnh giới vô hình và lúc mình ngủ á, họ vẫn bắt cái hồn mình đi được, họ vẫn giết mình được chứ không phải không giết đâu. Và cuối cùng ông niệm Phật xong cái các vị kia siêu thoát hết, không có đến đòi mạng ông. Ông mừng quá chừng, ông cảm ơn bà vợ. Cái câu chuyện này có trong văn sao. Đêm nằm mơ gặp ác mộng phải không? Đêm nay gặp ác mộng, đêm mai coi chừng ác mộng nữa, thì trước khi ngủ hoặc giả bằng ngày đó là trong tâm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục. Rồi mình tụng kinh, mình hồi hướng cho họ thì cái ác mộng này sẽ tiêu. Chứ nếu không thì lúc lâm chung là rắc rối đấy. Lúc lâm chung đó tới đòi mạng là rắc rối đấy. Nếu bây giờ không siêu độ thì lúc đó rất là rắc rối. Vì vậy cái việc mà con người mình mà chết để làm mà súc sanh, cái chuyện này có chứ không phải không có. Ở trong văn sao Ấn Tổ có nói đến cái câu chuyện của cái bà này, bà chết bà làm con heo. Đứa con nó ngủ buổi trưa, nó thấy bà nói rằng mẹ đã biến thành con heo rồi, vô trong lò mổ, người ta chuẩn bị giết mẹ rồi, con đến con cứu mẹ đi. Mẹ ở cái nhà ông Ích á, cách đây bao nhiêu nhà, Ấn Tổ dùng cái là cái nhà ông Ích.
Cái câu chuyện này mới ghê hả? Bây giờ thầy Minh đọc ha, đọc câu chuyện này là Giác Nhàn phân tích để cho mình biết rằng là cái quả báo của con người mình có thể làm heo, heo làm người, người làm dê, dê làm người ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc câu chuyện trích trong văn sao của tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Câu chuyện mẹ chết biến thành heo trích trong văn sao Tam Biên. Ở đất Tần ta, trước khi xảy ra loạn Hồng Dương, một người dân quê ở huyện nọ tại Hương An cùng với mẹ sống trong cảnh nghèo khó. Người con đi làm thuê để nuôi mẹ. Về sau mẹ chết, chỉ trơ trọi một mình, người con liền chẳng sốt sắng đi làm thuê nữa. Một bữa nọ ngủ ngày, mộng thấy mẹ đau đớn khóc lóc đến nỗi mẹ chết đi biến thành lợn, nay đang ở chỗ ít, gã y nọ sắp giết mẹ, con hãy mau đến cứu mẹ. Người ấy kinh hoảng tỉnh giấc, liền sang chỗ đó, thấy người giết lợn khớp với giấc mộng, nhưng lợn đã bị giết rồi. Do vậy đau đớn không chịu nổi, lăn lộn trên đất, gào khóc mất cả tiếng. Có người hỏi đến, do không có tiền để mua con lợn bị chết ấy, bèn nói: lòng tôi đau khổ, chẳng tiện nói thẳng ra, từ đấy phát tâm ăn chay. Do anh ta là kẻ dân ngu trong làng, chẳng biết pháp môn tu hành, bèn đi quyên hóa dầu thắp đèn, hễ được một gánh đầy, liền gánh sang núi Võ Đang để cúng đèn trong kim điện. Anh ta quyên mộ người khác, quy định tiền dầu thắp cho mỗi một ngọn đèn là 3 đồng. Tiền ấy dùng để mua hương, nến, trái cây, đã đưa sang đấy mấy lần. Về sau có một gã đầu sỏ ngoại đạo muốn tạo phản, do sự việc bị tiết lộ bèn bỏ trốn. Quan phủ sai vẽ hình tróc nã khắp nơi. Do gã ấy có cùng tên họ tướng mạo với anh chàng quyên hóa dầu, anh chàng đi quyên hóa dầu liền bị bắt giữ. Anh ta thưa trình chuyện mẹ bị biến thành lợn nên quyên hóa dầu, nhưng quan không tin. Quan lại bắt được cuốn sổ ghi tên đến mấy ngàn người, vốn là tên của người, những người cúng tiền mua dầu, bèn coi đó là danh sách tạo phản. Anh ta bị khổ hình tra khảo tại dinh quan huyện Trúc Khê, thuộc ranh giới tỉnh Hồ Bắc. Nhân đó quan gán tội, phán án xử tội chết. Lại giải lên phủ Văn Dương phúc thẩm, tới phủ anh ta kêu oan, nhân đó thuật chuyện do mẹ biến thành lợn mà quyên hóa dầu. Tri phủ rất có cao kiến, do thấy vẻ mặt người ấy hết sức từ thiện, quyết chẳng phải là kẻ tạo phản. Nghe anh ta kể chuyện mẹ bị biến thành lợn, bảo: lời ngươi nói đó bổn phủ chẳng tin, hôm nay bổn phủ buộc ngươi thôi ăn chay. Sai dọn ra một bát thịt ép ăn. Người ấy một tay bưng bát, một tay cầm đũa. Tri phủ vỗ tỉnh mộc, thúc anh ta gấp ăn. Người ấy gấp một miếng thịt chưa đưa đến miệng liền ói ra một bụng máu. Tri phủ mới biết anh ta bị vu cáo, liền tống đạt công văn xuống huyện Trúc Khê gỡ tội cho anh ta, bảo đi xuất gia ở chùa Liên Hoa thuộc biên giới huyện Trúc Khê. Do chùa Liên Hoa thuộc quyền quản trị của quan Trấn Đài Hưng An lẫn Trấn Đài Văn Dương, vào tháng 10 mỗi năm hai tỉnh mở hội tranh tài tại chùa này nên chùa có tiếng. Người ấy sau khi xuất gia nhất tâm niệm Phật, khá có cảm ứng. Về sau trở về quê cũ ở Thiểm Tây, người địa phương gọi là Châu Lão Thiền Sư, dựng nên 2 ngôi miếu nhỏ. Khi loạn Hồng Dương nổ ra, đồ đệ đồ tôn đều trốn hết. Sư sắp thị tịch bèn nói với người làng: sau khi ta chết nên bỏ vào chung xây một cái tháp, 3 năm sau mở tháp ra xem. Nếu đã rửa nát thì thiêu đi, nếu không rửa nát thì thờ bên cạnh đại điện. Về sau mở tháp ra, xác chưa rửa nát, bèn thờ trong đại điện. Sư hiện thân làm con trai quan huyện đến bên cạnh đi khám bệnh,
Bệnh lành chẳng nhận lễ tạ, nói: nếu ngươi nghĩ đến ta thì đến chùa Yết ở chỗ Y để thăm hỏi. Sao người ta đến chùa thăm viếng? Nhà chùa nói: đấy là tên của vị tăng được thờ trong đại điện, đọc tên thấy chính là ngài. Do vậy hương đèn suốt năm chẳng ngớt. Vị ấy chính là sư công của vị hòa thượng truyền giới cho quan vậy. Đã 58, 59 năm, tên người, tên chùa đều quên hết. Vị ấy nếu mẹ không bị biến thành lợn thì bất quá vẫn là một người dân lành yên phận mà thôi. Nếu quan phủ Văn Dương chẳng ép vị ấy ăn thịt, thịt chưa đưa vào miệng đã học máu ra, án ấy chắc chắn chẳng được sáng tỏ. Do vị ấy xem thịt đó giống như thịt mẹ mình, vì oai thế của quan bức hiếp chẳng dám không ăn. Chưa ăn mà tim gan đã đau xé nên học máu. Vì thế quan biết là bị vu cáo, bèn tìm cách truyền đạt văn thư xóa tội, bảo đi xuất gia. Nếu cha ông biết nghĩa này, chắc chắn chẳng nổi cứ mong tưởng mùi vị thịt mãi. Nếu vẫn còn khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng như muốn ăn thịt cha mẹ của chính mình, niệm ấy liền bị tiêu diệt. Người chết đi biến thành súc sanh vẫn còn tốt, nếu đọa trong ngạ quỷ địa ngục so với làm súc sanh chẳng biết càng khổ hơn mấy vạn vạn lần. Thư trả lời anh em Úc Liên Xương, trích trong Tam Biên quyển 2. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu chuyện này khi Giác Nhàn đọc văn sao đầu tiên, đọc lần đầu tại bên Morgan Hill, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, nhận cái bộ văn sao của Ấn Tổ, đọc ra cái câu chuyện này cảm động quá. Mới đây đọc tới đọc lui vài lần thấy hay quá. Và cái câu chuyện này vì hòa thượng mà có người mẹ chết biến thành heo đó, là về sau xây chùa ở tỉnh Thiểm Tây, là cái tỉnh của Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang ở tỉnh Thiểm Tây bên Trung Quốc. Mà vị này là sư công, tức là thầy của thầy Tổ sư Ấn Quang, gọi là sư công. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang mới biết được cái mẫu chuyện này, chắc là thầy của Tổ sư Ấn Quang nói cho Tổ sư Ấn Quang nghe. Tức là vị này nhờ vì mẹ mà biến thành heo, cho nên mới phát tâm ăn chay trường huyên nguyên hóa dầu, cuối cùng lại bị quan phủ bắt vì trùng tên hình dạng giống như người hung thủ giết người. Mà vì ăn chay cho nên thành ra thoát khỏi cái nạn này. Quý vị thấy cái việc mà sát sinh hại mạng và súc sanh đó thành cha mẹ của mình, cha mẹ chết thành súc sanh. Quý vị thấy cái câu chuyện này Tổ sư Ấn Quang nói tuyệt là hay. Giác Nhàn đọc tới đọc lui thấy cảm động cái câu chuyện này. Vì vậy mỗi lần mà kêu phóng sanh là ở đây thích lắm. Những con cá, con lươn, con cua đó mình mua chắc là cũng cha mẹ của mình quá khứ, cho nên giờ đủ nhân duyên mình mới đi mua nó. Công đức phóng sanh này nó thù thắng cứu cha mẹ của mình. Nhưng mà cái vị này nghèo mà không đủ tiền để mua con heo bị chết đó. Tức là nếu mà có tiền là mua con heo chết mang đi chôn luôn, chứ không phải để người ta xẻ thịt ra rồi bán cho người khác ăn. Là quý vị biết, mà khi mà ông biết sự việc đó rồi, ông khóc mà khóc tắt tiếng luôn, nằm gào khóc tắt tiếng. Về sau mà thấy dĩa thịt mà mới cầm đũa mà mới gấp chưa đưa vô miệng đã học máu ra rồi. Vì thấy miếng thịt đó là mẹ mình á. Hiểu hiểu cái tâm trạng mà cái vị này mà thấy miếng thịt đó là con heo là mẹ mình. Bây giờ mình ăn miếng thịt đó là ăn thịt của mẹ mình, cho nên học máu liền. Cho Ấn Tổ nói nếu mà ai mà cũng nghĩ đến giống như là vị hòa thượng này mà thấy mẹ biến thành heo thì người này chắc chắn họ không thể nào ăn thịt được. Bảo đảm như vậy. Dầu cho ai ép gì đi nữa, giống như là quan phủ là bắt là ép, nếu không ăn là phải chết á. Phải gọi là chém đầu á. Thì cũng hay học máu ra. Quý vị thấy không? Cho nên hôm nay gia đình đãi chay cho quý Phật tử, biết bao nhiêu sinh mạng mà mình cứu thoát nó. Nếu mà mình không biết đạo thì hôm nay là thôi bia bột đúng không? Thịt thà đãi la liệt hết.
nguy hiểm vô cùng. Việc này Giác Nhàn thường hay nhắc đến trong văn sao Ấn Tổ, nói đến vấn đề này. Nhất là người chết mà khi họ mất rồi, hoặc là cái lúc 49 ngày mà cúng mặn thì họ rất là khó siêu thoát. Cái đoạn này Ấn Tổ khai thị về cái thông trung ấm này. Thâm trung ấm tức là cảnh được hiển hiện trong khi lâm chung bởi nghiệp lực thiện hay ác trong đời này và bao kiếp trước. Một khi những cảnh ấy hiện ra, trong chớp mắt sẽ liền theo nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh mẽ nhất để đi theo thọ sanh trong đường lành hay nẻo ác. Chẳng thể làm chủ tình thế một mảy may nào được. Giống như người mắc nợ, chủ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình lắm mối đa đoan, coi trọng chỗ nào sẽ rớt vào chỗ ấy. Lắng nghe cái đoạn khai thị này. Cái thân trung ấm tức là cái thân mà khi mình chết đi á, thì hôm bữa Giác Nhàn có giảng, chị Phương chị nghe chủ nhật vừa rồi đó, chị kêu là chị cảm được cái đề tài thân trung ấm. Hôm nay nói lại cái đề tài này, nhưng mà thường nói y chang 100% thì không nói được, là do không phải soạn trước. Trong tâm cảm sao nói vậy, cho nên cũng nói về một phần của cái thân trung ấm này. Thì Ấn Tổ Ngài có khai thị rằng là cái thân trung ấm này nó phụ thuộc vào cái nghiệp thiện ác trong đời này. Nếu mà cực ác gọi là thượng ác á, thì nó đọa thẳng vào địa ngục và ngạ quỷ súc sanh, thì người này không mang thân trung ấm. Hồi tối hôm qua quý thầy có nghe đó, không mang thân trung ấm, họ mang cái thân quả báo để họ trả quả. Mà khi mà cái thân ở dưới cảnh giới địa ngục á, thì họ khổ không có một thời gian ngơi nghỉ luôn. Họ khổ mà phải nói là để trả cái quả báo, mà cái quả báo đó khi đến với họ thì khi mà họ khổ, họ càng đau khổ, họ càng bực tức. Cho nên cái nhân mà gặp cái quả ác đó, rồi cái quả ác nó hành hình cho họ khổ với địa ngục, cái tâm họ càng sân hận, cho nên cái cảnh khổ này kéo dài, gọi là a tỳ. A là không, tỳ là thời gian, không có thời gian ra khỏi, gọi là a tỳ địa ngục, là không có thời gian nào, lâu lắm, vô lượng đời kiếp là như vậy, gọi là a tỳ địa ngục. Vậy cho nên thành ra nếu mà người gọi là thượng phẩm ác á, là đọa xuống thẳng địa ngục, không mang thân trung ấm. Mà cái người mà mang cái tâm sân hận á, thì dễ tạo nghiệp ác nhanh nhất. Khi mà họ bực tức sân hận lên thì không có chuyện gì họ không làm. Mà thường mà cái sân hận mà trung phẩm á, thì họ làm cái loài ngạ quỷ, họ cũng bực tức. Họ đi thấy những người nào không thích là họ đủ khả năng họ hại, là họ hại liền. Mình thường thấy những quỷ ác. Cho nên Ấn Tổ cái trả lời cho cái thư cái người đó, người đó nói trong nhà con sao mà có quỷ nhiều quá. Thì Ấn Tổ mới nói nhà ai cũng có quỷ hết. Nếu tâm mình là thiện lành tu tập thì thiện quỷ đến. Ngài trả lời hay lắm nha. Nếu tâm mình không có tu tập, tâm mình ác thì mình chiêu cảm ác quỷ đến. Dễ sợ không? Tức là ma quỷ là những người họ quá hung ác. Họ chết đi họ mang một cái thân của ma quỷ đó, rồi tâm mình xấu ác thì chiêu cảm ma quỷ xấu ác đến. Họ gây khó dễ, họ làm cho gia đình mình cứ rối loạn hoài. Còn tâm mình mà thiện lành á, thì mình chiêu cảm thiện quỷ đến. Quỷ thiện có, thiện thần có, ác thần có, đều do tâm mình chiêu cảm hết. Như vậy những người mà họ độ làm súc sanh có mang thân trung ấm không? Không, Ấn Tổ nói không. Họ đi thẳng vào loài súc sanh là không mang thân trung ấm. Chỉ có con người khi chết rồi 49 ngày á, họ tìm cái thân sâu chưa được. Có người vài chục năm, có người vài trăm năm họ cũng chưa mang được một cái thân. Cái phước báu để làm người họ không đủ. Thì người này bắt đầu vất vơ vất vượng, rất là khổ đau. Vì vậy cho nên khi mình có một cái đạo tràng, một ngôi chùa để mà mình siêu độ cho họ. Chúng tôi nhớ cái ngôi chùa Bửu Sơn của thầy Minh Châu ở trong Lâm Hà, năm 90 mấy, 94-95 chúng tôi có ghé đó vài năm. 1-2 năm chúng tôi ở tại nơi chùa của thầy. Lúc đó chưa, năm 2000 mới có miếng đất ở trên chùa Quan Âm của mình. Thì hầu như là xung quanh cái làng đó họ chết tự tử không. Ở trong cái gần chùa đó có như là chết tự tử không. Mà chúng tôi cũng đi liệm một ca họ tự tử. Cái người chị họ tự tử xong rồi về, đứa em mới uống rượu hơi xỉn xỉn không làm chủ được. Cái họ bắt đứa em uống thuốc sâu chết luôn. Chúng tôi vừa mới nhập thất xong tịnh tu rang, cái là thầy Minh Châu kêu thôi thầy đi liệm ca này đi. Xuống vừa tụng hết thời đại bi, chưa xong cái thời mà để liệm, nó học máu ra, máu tươi, tươi rối. Chết rồi mà sao mà học máu tươi như vậy, nó oan ức cái gì đó.
cho mấy người này họ khó siêu thoát. Xong rồi thầy tụng kinh Di Đà thì tụng nhiều loại kinh, các chùa là tụng Pháp Hoa, rồi Phổ Môn, rồi Lương Hoàng, đủ loại kinh hết trơn. Thì họ siêu thoát từ từ, cái vùng đó bắt đầu nó bớt lần cái việc mà treo cổ hoặc uống thuốc sâu chết. Cho nên cái nhà nào hoặc là cái khu nào có một ngôi chùa là chỗ đó bình yên. Tất cả các thiện quỷ đến nha, tất cả các vị thiện thần đến ha, Phật Bồ Tát đến đó, gia hộ cho cái nơi đó. Cho nên thành ra là cái nơi đó nó sung túc lên. Cái chùa thầy Minh Châu bắt đầu nó sung túc lên nhờ tụng kinh, mà thầy thì không có lập đạo tràng niệm Phật như mình, tụng nhiều loại kinh mà quanh năm suốt tháng, cái sáng tối hai thời tụng kinh ha. Nghe Tổ sư Ấn Quang có khai thị cái phần mà cái những cái thân trung ấm ở trong địa ngục, cái thân đó làm sao, rồi ngạ quỷ thân làm sao ha. Thân trung ấm còn dịch là trung hữu, trung uẩn, trung ấm hữu. Theo câu Xá Luận quyển 7, trung hữu được tính từ sát na khi cái thân đời trước chết là tử hữu, tới sát na thọ sanh thân sau gọi là sanh hữu. Trong khoảng trung gian sẽ có một cái thân được hóa sanh nơi ý thức, tức là thức căn, chứ không do tinh cha huyết mẹ tạo thành. Cái thân mình đó nó phải có tinh cha huyết mẹ với một cái thức nữa thì nó mới có thể thành cái thân này. Nhưng mà cái thân trung ấm nó không có tinh cha huyết mẹ, nó chỉ mang cái thức thôi. Họ ăn bằng thức ăn gì nè. Nên gọi là sanh ý thân hoặc là ý thành thân, do được nuôi dưỡng bằng mùi hương. Ở trong câu Xá Luận Ấn Tổ có trích ra thân trung ấm là gì, tức là như hôm nay, chiều hôm nay á, ví dụ 4 giờ quý thầy xuống cúng thí thực phải không? Mắt mình không có thấy các vị hương linh. Do cái thân trung ấm nó khác với cái thân ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức của mình, cho nên mình hình không thấy họ nhưng mà họ thấy mình. Họ nói mình không nghe nhưng mà mình nói họ nghe. Bây giờ mình cúng cho họ thì họ ăn bằng mùi hương. Khi mà mình sống như vậy gọi là đoàn thực, mình nhai để mình ăn. Nhưng mà khi bắt đầu chuyển qua thân trung ấm là họ ăn bằng mùi hương này, ăn bằng mùi hương. Nên còn gọi là thực hương. Tức là họ ăn bằng mùi hương cho nên gọi là thực hương, còn mình là đoàn thực tức là nhai. Do thân này thường tri tìm chỗ kế tiếp để thọ sanh nên gọi là cầu sanh. Chỉ có sắc giới và dục giới, tức là cảnh giới mình và cảnh giới trời thấp thôi, thì có thân trung ấm. Người thọ sanh trong vô sắc giới là cảnh giới trời mà cao á, là không có thân trung ấm. Tùy theo người ấy thọ sanh trong đường nào mà hình dạng của trung ấm có khác biệt. Chẳng hạn như theo kinh Đại Bảo Tích quyển 56, thân trung ấm của cõi địa ngục thì xấu xí giống như gỗ cháy nham nhở. Cái cây gỗ mà mình đốt mới cháy nham nhở chưa hết á, đó cái thân của người ta như vậy. Bởi vì họ bị cái lửa địa ngục đốt giống như cái cây trên trần gian mình đốt, nó nham nhở, gọi là thân họ xấu xí. Nó sẽ cháy sạm giống như là cái thân của cái cây gỗ mà bị đốt cháy chưa hết. Đó là cái thân người địa ngục á, cái thân của họ là vậy đó. Thân trung ấm trong súc sanh có màu khói, thân trung ấm trong ngạ quỷ có màu như nước, thân trung ấm trong dục giới lớn bằng đứa bé 5-6 tuổi, nhưng các căn lanh lợi, thân trung ấm của bậc Bồ Tát đầy đủ các tướng mạo. Các vị Bồ Tát thì thực sự tùy nguyện tái lai, cho nên thành ra ngài có cái nguyện để đi mang cái thân nào cũng được, thì tạm nói dùng thân trung ấm thôi, chứ các ngài dùng cái nguyện lực để đi thọ sanh chứ không phải là mang thân trung ấm nữa, nhưng mà tạm dùng cái thân trung ấm vậy. Cũng theo câu Xá Luận, thời hạn tồn tại của thân trung ấm không nhất định, nhưng tối đa là 49 ngày, nhưng có những người kéo dài thời gian hơn cũng có, tức là trong 7 tuần thất thì thường lúc đó họ đi tìm một cái thân khác. Và có những người qua khỏi 49 ngày cũng có nữa. Thực sự mà nói thì cái cảnh giới vô hình, địa ngục có, ngạ quỷ có, súc sanh có, người có, trời có, cảnh giới thanh văn có, cảnh giới duyên giác có, cảnh giới Bồ Tát có, cảnh giới Phật có. Nhưng mà một số những người tu họ không tin có cảnh giới Phật. Họ nói là niệm Phật A Di Đà mà vãng sanh thì không có đâu. Họ quay về toàn bộ cảnh giới Phật họ dồn vào trong tự tâm. Ấn Tổ có nói điều này. Có viết lá thư nói pháp giới tướng là bên ngoài 10 phương pháp giới của chư Phật, trong đó có cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Ông đem hết cái cảnh giới sự tướng bên ngoài, ông dồn hết vô trong lý tánh của tự tâm. Ông nói tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, không có tướng Di Đà và không có tướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ông lầm to rồi.
Nếu mà mình tin thực sự có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để mình niệm Phật mà về, thì người này lòng tin rất là mãnh liệt, và cái sự niệm Phật người ta sẽ rất là chuyên nhất. Cũng như là mình có cảnh giới người mình về nè, chui vô bụng mẹ, có cái thai 9 tháng 10 ngày mình mang đến hôm nay mình ra đây, có cảnh giới người đúng không? Mà trong khi đó Phật nói là 10 cảnh giới phải có cảnh giới Phật chứ. Mà nếu có cảnh giới Phật thì đã có vô lượng người về bên đó rồi, vô lượng Bồ Tát về rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là vô lượng chư Phật cũng nguyện vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà. Nhưng mà căn lành của mình kém quá, mình cứ chấp vào cái cõi người này và chấp vào cái thân người này. Sau khi chết là kệ nó, tính đâu tới, làm con gì cũng được hết trơn. Thì căn lành mình hơi yếu kém, quá yếu kém luôn. Cho nên nếu mà mình thực sự tin có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì người này thực sự dõng mãnh muốn về. Muốn về thì liền điệt về, gió trăng quê cũ hỏi có ai tranh. Không có ai tranh với mình, không ai giành mình về Cực Lạc hết trơn. Làm việc này, làm việc kia, làm việc nọ, mở công ty kia, mở công ty nọ. Trời, nó tranh giành đủ kiểu để nó hơn thua, chù dập đúng sai phải trái, nó thấy mình hơn nó cũng không thích. Ở cõi này là nó như vậy đó. Còn mà thực sự có về Tây Phương Cực Lạc, có ai tranh với mình đâu, rộng đường mà mình đi thôi đúng không? Cho nên thành ra hôm nay mà quý vị nghe được những cái điều này, thực sự là cái nhân duyên căn lành rất là thù thắng, rất là thù thắng. Giờ có cái lá thư này cũng hay, những cái lá thư này hay, mỗi lần mà đọc xong rồi cứ muốn thầy Nhuận Minh đọc. Cô Giáng Hương của Sài Gòn có nói vừa rồi cái câu chuyện mà sư phụ kể, là cái ông đó mà ông dùng tay thay chân, ông đi xin ăn ngoài chợ đó. Cô nghe cái câu chuyện đó cô cảm, cô nói hay quá. Cái đĩa vừa rồi Giáng Nhàn có nói cái câu chuyện của Ấn Tổ kể, mà cái ông đó ông nghèo đến cái mức độ mà gọi là thân sát sanh, cho nên hai cái chân co quắp lại đi không được. Và không biết bố thí cúng dường, đời trước hưởng hết cái phước, cho nên đời này làm kẻ ăn xin luôn, mà ăn xin mà các thực gian nan mà không đủ để ăn luôn. Bèn đến gặp Ngài Thủy Cốc, mà Ngài cho cái pháp là niệm Quan Âm, trì thần chú chuẩn đề và phát tâm xuất gia. Một thời gian sau có người bắt đầu cúng dường, không phải khắc thực gian nan. 3 năm sau đêm gặp bà lão, bà chỉ vô cái chân, bà kêu đứng dậy. Ngài kêu là chân tôi bị liệt làm sao đứng dậy. Ngài chỉ vô cái chân, cái là cái chân nó co thẳng ra. Sáng đứng dậy được, thành một ông tăng gọi là siêu quần bạc tỵ, thành một ông tâm lẫm liệt, coi như là lấy hiệu bán nhai mà nổi tiếng thời đó luôn. Ấn Tổ kể câu chuyện này, nhiều người nghe họ cảm được. Những câu chuyện trong văn sao không biết, Giáng Nhàn có duyên với Ấn Tổ, mỗi lần nghe câu chuyện nào thấy nó cũng phải nói là thấm thía, nó hay. Như câu chuyện mẹ chết làm heo, cách đây 4-5 năm trước Giáng Nhàn ở Morgan Hill bên Cali đọc đã cảm được rồi, cảm được cái mẫu chuyện này rồi. Đến ngày hôm nay thì mình đọc lại, giờ đọc 2 trang này nữa là ngưng cái buổi nói chuyện hôm nay nha. Lắng nghe ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lá thư của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Xin thành tâm dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 550, thư trả lời cư sĩ Châu Trần Huệ Tịnh. Nhận được thư biết bà tu trì tinh tấn, thệ nguyện rộng lớn, tôi vui mừng, an ủi đến tột bậc. Nói tới giáo hóa người khác, thì chính mình cần phải dốc sức nương theo pháp mà tu trì, chứ chẳng phải chỉ chuyên nói suông. Hết thảy các pháp đều lấy thân làm gốc, như chính mình phụng sự cha mẹ ruột, bố mẹ chồng, đều trọn hết lòng hiếu thảo, đối đãi với anh em trai, chị em ruột, chị em dâu đều bằng tấm lòng nhường nhịn, yêu thương, mềm mỏng, hòa hoãn, khuyên nhau làm lành, nhắc nhở nhau sửa lỗi. Đối với chồng mình ắt phải cung kính, khuyên chồng làm lành sửa lỗi, giữ gìn lễ pháp cẩn thận. Đừng nên vì vợ chồng quá mức thân thiết mà buông tuồng không giữ lễ nghi, đến nỗi kỷ cương gia đình lỏng lẻo, con cái không có cái để làm gương noi theo. Đừng buông thả cho con cái cháu chắt vân vân quen tánh, lúc chúng vừa mới hiểu biết liền nói với chúng về đạo lý làm người, như hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ vân vân, và nhân quả báo ứng. Từ thuở bé đã biết những đạo lý này thì khi lớn lên chúng sẽ trọn chẳng dám làm những chuyện sai trái, gian dối, vượt lệ, quá phận. Thế đạo hiện thời bại hoại đến mức như thế này,
nói chung là do những kẻ làm mẹ trong cõi đời chỉ biết yêu thương con cái, chẳng biết dạy chúng thành hiền, thành thiện mà ra. Công đức dạy dỗ con cái cực lớn, tội lỗi không dạy dỗ con cái cũng cực lớn. Hàng nữ nhân giúp chồng dạy con chính là sẽ có thể làm cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Trách nhiệm giúp chồng dạy con của nữ giới cực lớn. Nếu bà có thể chân thật làm được như thế thì những phụ nữ quen biết bà sẽ đều nhìn theo, bắt chước làm lành. Bà lại còn chịu dựa theo pháp môn tịnh độ là pháp môn đơn giản, nhanh chóng nhất do Đức Phật đã dạy, để khuyên nhủ họ, tâm họ sẽ tự nhiên cảm động nghe theo lời bà. Nhưng muốn cho họ tin tưởng Phật Pháp, trước hết bà hãy khuyên họ trọn hết luân thường đạo lý. Nữ nhân có chuyện khổ sở lớn nhất là sanh sản, phải khuyên họ kiên giết ăn chay. Nếu chẳng thể tự do ăn chay theo ý muốn thì hãy nên bớt ăn mặn. Đừng nhắc lọt vì không thể ăn chay rồi tận lực ăn mặn. Hằng ngày sáng tối tùy theo khả năng của chính mình, hãy đối trước tượng Phật lễ bái, niệm chừng đó câu Phật hiệu. Nếu không có bàn thờ Phật thì hướng về phía Tây lễ bái cũng được. Bởi lẽ nữ nhân trẻ tuổi không có quyền tự do dành nhiều thời gian tu tập theo ý muốn. Ngoài ra, hãy mỗi khi thuận tiện đều niệm, cũng như mỗi ngày niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chừng đó tiếng. Chỉ cần chí thành niệm là được, chứ không cần bày vẽ bề ngoài. Làm được như thế thì nghiệp đời trước lẫn nghiệp đời này sẽ đều tiêu diệt. Lúc sanh nở quyết chẳng bị khổ sở. Như khi có thai, hãy nên thường giữ tấm lòng lành, thường niệm Phật hiệu, đừng ăn đồ mặn tanh tưởi. Tự nhiên sanh ra con cái đều hiền thiện. Đến khi sanh nở càng phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Phàm những người săn sóc sản phụ trong phòng sanh đều niệm cho người ấy thì sản phụ chắc chắn sẽ sanh nở không đau khổ. Đã thế, chính sản phụ và đứa con vừa được sanh ra sẽ đều gieo đại thiện căn. Có kẻ chẳng hiểu lý bảo, lúc sanh nở lõa lồ bất tịnh, niệm sẽ mắc tội. Đấy là chấp lý hẹp hòi, chẳng biết tới đạo lý biến đổi theo sự. So với lòng cha mẹ quan tâm đến con cái, Phật Bồ Tát coi chúng sanh còn thân thiết hơn rất nhiều. Ví như con cái té vào lửa nước, cầu cha mẹ cứu vớt, cha mẹ liền đến cứu ngay. Quyết chẳng vì con cái mũ áo không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà không cứu. Tôi đã bế quan, những thư từ bên ngoài nhắc lọt chẳng trả lời, do bà có tâm muốn độ người. Nếu chẳng biết những điều mấu chốt quan trọng, chắc là người khác sẽ chẳng chịu nghe theo. Do vậy, tôi đem những điều quan hệ nhất, dễ gây lòng tin nhất cho nữ giới để nói với bà, hòng giúp bà khuyên người khác ăn chay niệm Phật. Hơn nữa, thế đạo hiện thời là thế đạo hoạn nạn. Nếu chịu chí thành niệm Phật, chắc chắn sẽ được Phật âm thầm gia bì, khiến chẳng bị nguy hiểm. Phàm ai bị bệnh tật hoặc gặp chuyện xấu, tai họa hoặc cầu con cái, đều nên chí thành niệm Phật, quyết định sẽ được như nguyện. Đối với công khóa thì tùy theo khả năng của bà, tôi cũng chẳng thể chỉ dạy riêng bà nhất định phải làm như thế nào, nhưng cần phải lấy chí thành cung kính làm căn bản. Cần phải sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha niệm Phật, trở nên có đủ mọi tâm niệm, trừ niệm sáu chữ ấy ra, trọn chẳng có một niệm nào khác trong lòng nữa, tức là niệm Phật trong tâm. Lại cần phải từng câu từng chữ niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, lâu ngày chày tháng tâm sẽ tương ứng với Phật. Nếu bà nói tự tâm làm Phật, cho nên Phật tâm ấy sẽ độ tự tâm. Ta chính là Phật, Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Bậc thượng nói những lời lẽ ấy thì mới có ích, chứ hạng hạ mà cũng học đòi ăn nói như thế sẽ mắc lỗi. Chớ nên chú trọng nơi chuyện ấy,
Nếu chú trọng nơi ấy, chắc sẽ sanh lòng đại ngã mạn, bảo ta chính là Phật, cần gì phải niệm Phật. Cần biết rằng do tâm chính là Phật, nên Đức Phật dạy con người niệm Phật. Nếu tâm hoàn toàn chẳng phù hợp với Phật, như băng giá chẳng thể bỏ vào lò để chưng luyện được, thì Phật đã chẳng dạy con người niệm Phật. Do bản thể của cái tâm ấy chẳng khác với Phật, cho nên Đức Phật dạy con người niệm Phật, dùng lửa trí huệ từ sức thần thông oai đức của Phật để chưng luyện Phật tâm đang bị xen tạp phiền não hoặc nghiệp của phàm phu. Ngõ hầu phiền não hoặc nghiệp ấy đều bị tiêu diệt, rơi rớt tứ tán. Chỉ còn giữ lại cái tâm thanh tịnh thuần chân thì mới có thể bảo tâm tức Phật, Phật tức tâm. Chưa đạt đến địa vị ấy, dầu có nói tự tâm làm Phật, tâm Phật này độ tự tâm, ta chính là Phật, Phật chính là tâm, tâm chính là Phật, thì chẳng qua là dạy về thể tánh của cái tâm mà thôi. Nếu luận về sự tướng và dụng, lực dụng thì đều hoàn toàn chẳng phải. Tâm Đức Phật như vàng đã tách khỏi quặng, tâm chúng ta như vàng còn nằm trong quặng. Tuy có thể tánh của vàng, trọn chẳng có công năng của vàng. Do vậy, vì tự tâm là Phật, nên càng cần phải sốt sắng niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Kẻ ngu chẳng biết nghĩa này, nếu không đề cao thánh cảnh, nhưng tự ở trong địa vị phàm ngu, thì cũng chấp lý phế sự, bảo rằng là đã chứng đạo. Học vấn của bà vẫn chưa thông suốt lắm, hãy nên dựa theo gia ngôn lục để tu trì, sẽ bảo đảm không có chuyện đò trong tà ma ngoại đạo. Nếu có sách ấy thì tốt, nếu không hãy hỏi tìm từ nơi Châu Mạnh Do, chắc chắn ông ta hãy còn. Quan đã 70 tuổi rồi, tháng ngày chẳng còn mấy, vì thế cự tuyệt hết thảy để chuyên bế quan. Phúc đáp thư bà lần này là phương tiện đặc biệt, từ nay chỉ nên chiếu theo những gì gia ngôn lục văn sao đã nói, để chân thật tu trì là được rồi, chẳng cần phải gửi thư tới nữa. Trong gia ngôn lục, phàm tất cả những pháp tắc tu trì đều đã nói rõ, chuyên tu tịnh độ thì cần gì phải thỉnh khai thị nhiều lần. Dẫu có thỉnh hỏi thì những gì tôi sẽ nói cũng chẳng ra ngoài những điều đã được nói trong cuốn sách ấy đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe lá thư này thấy hay không ạ? Hay. Người mà họ có duyên với tịnh độ đó, và có duyên với văn sao, nghe đến cái đoạn mà cái bà này bà chấp tâm mình là Phật thì cần gì niệm Phật. Thấy nghe ngài khai thị hay không? Tâm mình là Phật đó tức là lý tức Phật, tương tự tức Phật thôi. Còn tướng và dụng của mình chưa là Phật, thì mình chấp như vậy là có hại chứ không có ích gì đâu, không có lợi ích gì đâu. Không nhận mà này bà chỉ mới có học mấy cái lý như lý tánh đó, tánh tâm tức Phật á, cho nên thành ra ngài rầy ngài la cho. Thường con người mình không có tu từ sự đi vào lý á, rồi mình chấp lý mình bỏ sự tu, còn gì niệm Phật nữa, tâm mình làm Phật rồi. Cái này chướng ngại vô cùng, nhiều người bị dướng cái chỗ này dữ lắm ạ. Nhiều người bị dướng, trước chúng tôi cũng bị dướng cái chỗ này. Hay lắm cái lá thư này, đặc biệt. Thì thôi, giờ đây thì cũng 11 giờ rưỡi. Ngày mai ở trên chùa mình có cúng, nhưng mà chắc cũng không có mời đông được ở trong chùa, với một số quý Phật tử hôm nay có mặt biết á, lên trên đó để dự cái lễ cúng quý Phật Di Đà. Các quý Phật tử cũng có phát tâm cúng trai tăng. Ngày mai chúng tôi cũng có buổi giảng. Đáng lẽ ngày hôm nay thầy Minh đọc cái câu chuyện mà ông gian dịch viên này ông bị bệnh, mà thôi hết thời gian để ngày mai thầy Minh sẽ đọc cái câu chuyện này. Ông bị bệnh nặng quá đi, cũng như hồi sáng gặp cái cô bị bệnh ung thư, bệnh nặng quá, thuốc tàu thuốc tây chữa không được. Thì cái ông Phạm Cổ Nông này, ông này thực sự ông tổ hay nhắc, ông rất là có căn lành, ông chịu niệm Phật đó. Mà khi ông chịu niệm Phật rồi, ông nói với ông gian dịch viên này, thuốc tàu thuốc tây không chữa được rồi thôi ông niệm Phật đi. Cái ông gian dịch viên này, cái ông niệm Phật cái ông hết bệnh luôn.
Khi ổng hết bệnh rồi, cái ổng gặp cái ông kia bị mù, mù á, mù không thấy đường rồi. Mà ông giang dịch viên này, ổng niệm Phật có đắc lực rồi á, có kết quả rồi mà không còn bệnh nữa đó. Thì ổng nói cái ông bị mù á đó, ông niệm Phật đi, cái ông bị mù niệm Phật hết mù luôn. Trời, kinh khủng thiệt. Cho nên cái người mà họ chịu niệm Phật, họ có tính tâm rồi á, họ nói người khác niệm Phật, người khác niệm liền. Ông Phạm Cổ Nông á, ông niệm Phật, cho nên thành ra ông thấy cái ông giang dịch viên này hiệu trưởng một cái trường học vậy đó, nhưng mà giàu có vậy mà uống thuốc không hết bệnh. Ông kêu thuốc tàu thuốc tây không hết bệnh, ông niệm Phật đi, thuốc A Già Đà này hết bệnh à. Ông giang dịch viên này cái ông niệm Phật kêu hết bệnh luôn, mà trong đó không nói bệnh gì mà chắc cũng bệnh nặng á. Rồi ông giang dịch viên này cái ông hết bệnh được, ông mừng quá, cái ông mua đồ mua đạt rồi ông lo cho những người già người trẻ, ông mở cái viện mồ côi. Ông thấy cái ông đó bị mù, cái ngày mai thì mình đọc quý vị nghe. Ông thấy ông đó bị mù, cái ông niệm Phật đi, cái ông đó niệm Phật xong hết mù luôn. Mù là định nghiệp rồi đó nghe, suốt đời thôi đó. Vậy mà chuyển định nghiệp luôn, hết mù luôn. Cho nên chí thành niệm Phật là không có bệnh gì không hết mà. Sáng gặp cái cô đó, cô nói cô bị ung thư rồi. Thì thành tâm mà niệm như thân phụ của Giác Nhàn, ung thư máu còn hết. À, thì thôi, hôm nay thời gian cũng đến đây là vừa rồi. Ngày mai quý Phật tử sắp xếp được thì trong phạm vi ít thôi, mình không có mời đông để vô trong chùa được. Giờ thôi giờ mình hồi hướng ha, rồi ra thọ trai.